đến từ Apple Shop. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn bộ combo sản phẩm máy pha cà phê Gemini và máy xay cà phê Promix. Bộ sản phẩm này thì bao gồm có một máy pha Gemini đời D. Ngoài đời D này ra thì Gemini còn có đời như là ABC, nhưng mà đối với đời D này là một đời cao nhất. Nó tối ưu hơn trong cái việc sử dụng cho người sử dụng. Với các đời ABC như các bạn đã từng sử dụng thì nó sẽ thua hơn so với cái đời D này ở cái là cái boiler của cái đời D này nó được tích hợp thêm một boiler nữa dành cho việc sử dụng hơi và lấy nước nóng tự động. Ngoài ra thì nó có thêm một boiler từ để chiết xuất riêng. Cái việc tích hợp thêm như thế này thì nó sẽ giúp cho quá trình chiết xuất cà phê và quá trình đánh sữa hoặc quá trình lấy nước nóng không bị ảnh hưởng đến nhau. Tiếp theo mình xin giới thiệu thêm về máy pha Gemini này. Ở phía đằng sau thân máy này là có một khay chứa nước với dung tích là 1 lít. Nước sẽ được đưa, các bạn sẽ lấy nước từ bên ngoài, sau đó đổ vào khay chứa nước và bật khởi động máy lên, máy sẽ tự động đun. Thêm về cách sử dụng máy Gemini đây này nhé. Ở phía phần trên của máy, vị trí này thường là vị trí sẽ được út các loại ly cốc sử dụng cho máy pha cà phê, ví dụ như là ly espresso hay ly cappuccino chẳng hạn. Thì bởi vì ở trên này boiler nước nóng được đun và sẽ tỏa nhiệt ra ở phần trên, giúp cho việc các cái cốc út ở trên này sẽ được sửa nóng. Cốc sẽ được chạm một lớp nhiệt nóng, khi mà mình chiết xuất thì cái lớp crema nó sẽ giữ được tốt hơn và cái nhiệt độ nóng nó sẽ được duy trì tốt hơn. Ở phía tiếp theo là các tính chức năng. Như các bạn thấy ở trên này là nó có bao gồm các tính chức năng, có 5 nút ở trên này. Nút thứ nhất này là nút nguồn bật tắt. Nút tiếp theo có hình một ly cà phê này dùng để chiết xuất cà phê đối với tay cầm đơn. Nếu như các bạn chiết xuất espresso thì các bạn sử dụng nút có hình một ly cà phê và lượng nước ở đây sẽ được cài đặt tự động. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt tự động cho các lượng nước tự động cho các cái nút này nhé. Đây là nút trình gở hay còn gọi là nút chiết xuất đơn. Bên cạnh là nút có hình hai ly cà phê. Nút này thường được cài đặt để sử dụng cho các tay cầm đôi. Trong trường hợp các bạn muốn chiết xuất double espresso hoặc là sử dụng để pha cà phê nâu đá hoặc đen đá thì các bạn có thể sử dụng nút này, và nút này cũng có thể cài đặt được tự động một lượng nước phù hợp với cái tay cầm mà các bạn đang sử dụng. Hết lượng nước thì máy sẽ tự động ngắt. Tiếp theo là nút có hình giọt nước. Nút có hình giọt nước này thì nó sẽ là nút để lấy nước sôi. Và nút này cũng các bạn cũng có thể cài đặt được tự động một lượng nước mà theo ý muốn của các bạn. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt cho các bạn. Còn ngoài ra đó là một cái nút cuối cùng, nút có hình một ly cà phê và có cái ngón trỏ đang chỉ như thế này. Cái nút này là cái nút chiết xuất thủ công bằng tay. Thì khi các bạn sử dụng cái nút này thì là lượng nước sẽ chảy ra liên tục cho đến khi mà các bạn ấn lại vào nút này thì nó mới kết thúc cái quá trình chiết xuất. Đấy, đây là nước chiết xuất thủ công bằng tay và nút này nó sẽ không ngắt tự động như là ba cái nút này. Ok rồi, đấy là các nút sử dụng ở trên phím chức năng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn cái cách cài đặt cái lượng nước tự động cho ba nút này. Trong quá trình sử dụng thì đôi khi các bạn sẽ thấy là các cái nút này nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, thì nó đang báo hiệu là cái nhiệt độ của nước nó đang chưa đủ để cho cái việc chiết xuất. Chỉ khi nào mà những cái nút này nó không còn cái tình trạng nhấp nháy đến nữa thì chúng ta mới tiếp tục sử dụng để bán hàng hoặc là sử dụng để chiết xuất. Ok, còn sau đây sẽ là cách cài đặt lượng nước này cho ba nút.
Thì cái cách cài đặt cho ba cái nút này nó là giống nhau, thì mình chỉ cần hướng dẫn một lần thôi là các bạn sẽ có thể cài đặt được cả ba nút này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt với nút có hình một ly cà phê trước. Đối với cái việc này thì các bạn chỉ cần giữ chặt ngón tay vào nút muốn cài đặt và sử dụng một cái dụng cụ đo ml. Các bạn sẽ đo cái lượng nước cho tới khi mà mình mong muốn. Ví dụ như với cái chiết xuất đơn espresso này thì mình thường hay cài đặt là 30-40 ml. Mình sẽ đặt cái dụng cụ đo ml vào và giữ chặt nút có hình một ly cà phê để cho nước chảy. Đến khi nào mà được cái lượng nước mà mình mong muốn thì mình sẽ nhả tay ra và máy sẽ tự động lưu lại cả cái lượng nước đấy luôn. Đây, bây giờ mình sẽ làm mẫu một lần trước với máy này nhé, cái nút này nhé. Ví dụ bây giờ mình muốn cài đặt nút có hình một ly cà phê này chảy ra với một lượng nước là 30 ml, mình sẽ giữ chặt vào nó và cho lượng nước chảy cho tới khi được đạt được 30 ml, mình sẽ nhả tay ra và máy sẽ tự động lưu lại lượng nước mà mình vừa cài. Ở đây là mình đang cài đặt là 30 ml. Bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái phím chức năng này để xem nó có chạy được đúng 30 ml như ban nãy mình vừa cài đặt không nhé. Bây giờ sử dụng thì các bạn chỉ cần bấm một lần thôi bởi vì máy đã lưu rồi. Đây là cái lượng nước mà mình vừa cài đặt, nó giống như là cái lượng nước ban nãy. Tương tự như vậy, đối với các nút còn lại, ví dụ như là nút có hình 2 cà phê hay nút có hình giọt nước, các bạn có thể tùy chỉnh cái lượng nước theo ý mình muốn bằng cái cách là tương tự như cái nút ban nãy mình vừa hướng dẫn. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn tới cái chức năng tiếp theo ở bên tay phải này, đó là cái núm xoay xoay này. Cái núm xoay này chính là cái núm để mở cái chức năng của cái vòi hơi. Khi mình sử dụng thì hơi sẽ phóng ra và cái chức năng của cái vòi hơi này là nó có thể làm nóng mọi cái chất lỏng được đưa vào. Và cái chức năng chính mà mọi người thường hay sử dụng đó chính là để sử dụng để làm nóng sữa và tạo bọt sữa. Và với cái việc mà nó đã được tích hợp thêm một boiler này thì là cái việc các bạn sử dụng hơi và lấy nước nóng và chiết xuất cà phê thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng với nhau. Ở đây là vòi đánh hơi có 4 tia. Với vòi đánh hơi có 4 lỗ hơi, 4 tia hơi như thế này thì nó sẽ giúp cho cái quá trình tạo bọt sữa được nhanh hơn là cái đầu vòi 3 tia. Các bạn cũng có thể là nếu như các bạn không quen sử dụng vòi 4 tia thì mình cũng có thể thay thế bằng cái đầu vòi 3 tia này. Đây là một cái phụ kiện có đi kèm với combo của máy rồi. Tiếp theo ở bên này là vòi lấy nước nóng. Thì các bạn muốn lấy nước nóng ở cái vòi này thì mình sẽ sử dụng cái nút có hình giọt nước. Các bạn có thể sử dụng lấy nước nóng ở trên máy pha này với một lượng vừa đủ thôi. Nó sẽ khoảng độ dưới 250 ml thì nó sẽ phù hợp. Còn trong trường hợp như các bạn lấy nhiều quá thì máy nó sẽ... Bởi vì cái buồng khay chứa nước ở bên này, trong này nó chỉ có giới hạn là 1 lít thôi. Cho nên là các bạn hạn chế lấy nước nóng ở cái vòi hơi này với một lượng nhiều. Chỉ nên lấy một lượng vừa đủ ít thôi, dưới 250 ml trên một lần. Ok, đấy là một vài chức năng cũng như là cái cách sử dụng ở cái phần trên này. Còn phần phía dưới này các bạn có thể thấy là ở dưới này có một cái khay chứa nước. Ở cái khay chứa nước này thì là
các bạn sau khi mà cái khay này đầy thì mình có thể rút ra và mang nó đi đổ đi để vệ sinh, hoặc là các bạn ở phần phía dưới đáy này nó có thể có một cái van để cho các bạn lắp cái vòi, cái đường ống dẫn nước thải này. Thì nếu như mà các bạn lắp nó vào thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều, mình sẽ không bớt được cái thao tác nó là mang đi đổ. Còn nếu như không lắp vào thì các bạn phải nhớ như đây nên các bạn sẽ phải mang đi đổ. Ok, được rồi, đấy là một vài cách sử dụng, một vài cái chức năng mà mình đã giới thiệu về nó. Cách sử dụng thì nó cũng gần tương tự như là những cái đời máy tự động thôi, nhưng mà nó chỉ thua một cái phần nhỏ là các bạn phải đi cấp nước và cái khay chứa nước cho nó để nó tiếp tục hoạt động được, có nước sôi và sẽ có hơi để hoạt động tiếp. Cái máy này thì theo cái nhận định của mình nó sẽ phù hợp với những cái quán mà các bạn không có cái sử dụng cái việc pha cà phê nó không quá nhiều hoặc là không quá chuyên, cà phê chưa phải là cái nhóm đồ uống chủ đạo của các bạn, nó chỉ là cái đồ uống bán kèm thôi, các bạn sử dụng ít thì các bạn có thể lựa chọn, suy nghĩ lựa chọn tới cái máy này, bởi vì cái mức giá của nó sẽ mềm hơn, dễ chịu hơn rất nhiều so với những cái máy tự động đắt tiền. Ví dụ như là Simonelli thì nó có giá rất là cao, khoảng độ trên 60 triệu, còn đối với cái máy này thì nó chỉ có giá là khoảng trên dưới khoảng độ 19 triệu thôi. Đấy, nó phù hợp hơn với những quán có nhu cầu sử dụng cà phê ít thôi, hoặc là những cái quán mà các bạn sử dụng xe đẩy chẳng hạn. Thì cái máy này rất là nhỏ gọn, khi mà mình đặt lên cái xe thì nó cái trọng lượng nó không quá lớn, thì nó giúp cho mình cái việc di chuyển nó dễ hơn, giúp cho cái diện tích của mình nó được tối ưu hơn. Đấy, đấy là chính là những cái ưu điểm mà mình cũng có thể suy nghĩ tới khi mà lựa chọn cái máy này. Tiếp theo, khi đã có máy pha rồi thì các bạn sẽ mình sẽ giới thiệu tiếp cho các bạn về cái máy xay Bromix này. Cái máy xay Bromix này nó là một cái dòng máy xay thủ công, và cái chức năng chính của nó là xay cà phê từ dạng hạt thành dạng bột, dùng để pha cà phê qua máy này. Cái máy xay này thì sử dụng rất là dễ thôi, chức năng chính của nó là điều chỉnh độ, ngoài xay cà phê từ dạng hạt thành dạng bột thì nó còn điều chỉnh được cái độ khô mịn của cái kích cỡ của hạt mình xay nữa, bằng cái cách là các bạn sẽ xoay cái bánh xe này, ở trên cái phần bánh xe này nó sẽ có các cái nút hiển thị từ nhỏ cho đến lớn, ví dụ như là từ 1 cho đến 10 này, thì nó thể hiện cái sự là cái độ mịn của cái kích cỡ mà mình xay ra, số càng nhỏ thì độ mịn càng cao và ngược lại số càng lớn thì cái độ khô nó sẽ càng cao. Cái điều chỉnh cái việc độ thô mịn này rất quan trọng ở trong cái quá trình chiết xuất. Nếu như mà mình không điều chỉnh được một cái độ thô mịn nó phù hợp với cái loại hạt mà các bạn đang sử dụng ý, thì cái chất lượng sản phẩm khi mình chiết xuất ra nó sẽ không đạt được cái yêu cầu cao nhất. Thì cái phần này nếu như mà các bạn nào chưa biết thì cũng có thể liên hệ với mình sẽ đến trực tiếp và hướng dẫn cho các bạn, hoặc các bạn có thể qua bên trung tâm bên mình sẽ có kỹ thuật và các giảng viên hướng dẫn kỹ hơn cho các bạn. Lưu ý khi sử dụng là khi điều chỉnh cái độ thô mịn của kích cỡ của cà phê thì khi các bạn chỉnh ấy, thứ nhất là mình lấy ví dụ như là ở cái máy này mình đang để cái độ mịn của nó đang là 2.0 chẳng hạn. Nếu như mà các bạn xay ra các bạn thấy nó mịn quá, bằng cái việc là lắp lên chiết xuất thử đi, cái dòng chảy nó ra nhỏ giọt thì có nghĩa là cái bột cà phê của các bạn đang bị mịn quá là 1, 2 là khối lượng cà phê của bạn đang sử dụng nhiều quá là 2. Đấy, thì mình cũng có thể thử là lắp thử lên chiết xuất, trường hợp 1 là nhiều cà phê quá các bạn thử bỏ bớt cà phê đi, sau đó lại chiết xuất tiếp. Nếu mà nó vẫn đang bị chảy tắc như vậy thì nó sẽ rơi vào cái trường hợp còn lại, đó là cái độ mịn này các bạn đang điều chỉnh chưa phù hợp. Thì khi điều chỉnh cái độ mịn của bột cà phê này thì lưu ý là các bạn không nên điều chỉnh số nó nhiều quá. Mình lấy ví dụ như là đang là 2.0 thì các bạn có thể dò dần dần lên 1, các bạn có thể lên quay lên 2.5, sau đó mình xay thử ra và mình chiết xuất thử lại. Đấy, chứ không nên là ví dụ như đang 2.0 mà các bạn quay hẳn lên 5 chẳng hạn thì nó không tốt cho cái việc
cái lưỡi dao ở trong này. Và cái việc như vậy thì các bạn cũng sẽ gây khó khăn hơn trong quá trình mình dò tìm được cái độ mịn nó chính xác nhất. Mình thì thường hay điều chỉnh bằng cách là ngoài cái cách chiết xuất thử ra thì mình còn cảm quan bằng mắt, đó là khi mình xay cà phê ra và mình sẽ nhìn thử nó. Ở đây mình lấy ví dụ như là các bạn xay cà phê ra nhé, mà thấy cái bột cà phê ấy, nó đang xuất hiện những cái cục như thế này, tất cả nó xay ra nó không tơi, nó xay ra nó không có độ tơi mà nó cứ ra theo từng tảng một, nó vón cục vào nhau, thì cái điều đấy nó thể hiện là cái độ mịn của các bạn đang quá cao, tức là cái kích cỡ cái bột cà phê nó xay ra đang quá nhỏ thì nó sẽ khiến cho cái việc chiết xuất nó bị tắc đó. Thì một trường hợp nữa đó là khi các bạn xay cái bột cà phê ra mà các bạn nhìn vào mắt thì sẽ thấy là nó xuất hiện nhiều những cái vỏ đốm trắng, thì cái điều đó thể hiện là cái bột cà phê này đang ở độ thô rất là cao đấy, thì chắc chắn các bạn sẽ phải điều chỉnh lại, bởi vì độ thô quá cao thì nó sẽ có nhiều những khoảng cách để cho nước luồn qua được nhanh hơn. Cái việc chiết xuất như vậy nó cũng gọi là chiết xuất lỗi và cái hương vị cà phê nó không được trọn vẹn nhất đấy. Thì cái phần này nó cũng khá là khó đối với những người mới biết và nó cũng dễ đối với những người đã biết rồi. Những bạn nào mà chưa biết thì có thể là liên hệ và đến đây trực tiếp mình sẽ hướng dẫn cho nó cụ thể hơn. Được rồi, cái máy xay này chức năng chính của nó chỉ có vậy thôi, xay hàng và điều chỉnh cỡ. Cái máy xay này, đây là đời máy xay thủ công, nó có đang có giá là có 8.800.000 thôi. Còn nếu như các bạn muốn nó tối ưu hơn trong quá trình làm việc thì Romix này nó hiện đang vẫn không một đời máy nữa, nó là đời máy xay tự động, nó sẽ tối ưu hơn cho các bạn rất nhiều trong quá trình bán hàng, tiết kiệm được cà phê hơn. Mình lấy ví dụ như là trong quá trình thao tác thủ công bằng tay, nếu như đông khách có các bạn hộ, các bạn cũng rất có thể là lấy cà phê bị rơi vãi này ra ngoài này, hoặc là cái việc lấy cà phê, cái khối lượng mình căn cái khối lượng cà phê, nhiều khi mình làm thủ công bằng tay này nó không thể nào chính xác được 100% được. Nhưng mà khi đến với cái đời máy tự động thì nó đắt tiền hơn, cho nên là cái chức năng của nó sẽ tối ưu hơn, đó chính là các bạn có thể điều chỉnh được cái khối lượng xay ra theo ý mình mong muốn đấy, và các bạn còn kiểm soát được cả cái nhiệt độ của bột cà phê khi mà nó đang xay này, thì cái chức năng đấy chỉ có những cái máy tự động nó mới làm được thôi đấy. Thì máy tự động nó rất là tiện, các bạn chỉ cần đặt cái tay cầm lấy cà phê vào đây, sau đó mình ấn vào cái nút cảm ứng của nó và bột cà phê sẽ được tự động nhả ra, chứ mình không phải thao tác gạt bằng tay này nữa đấy. Nó sẽ nhả ra một lượng cà phê theo ý các bạn mà đang các bạn đã cài đặt. Sau đó là việc còn lại là mình chỉ được thao tác nốt cái phần việc còn lại thôi. Thì tự động tất nhiên rồi, nó nhả ra nó không bị thừa, không bị thiếu và nó rất là gọn gàng, cho nên giá nó sẽ đắt hơn một chút. Nó có giá là 16.800.000.